Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên pháp không quên mất không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp không quên mất không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tánh luôn luôn xả không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tánh luôn luôn xả không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên trí nhất thiết không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên trí nhất thiết không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Đà La Ni không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Đà La Ni không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn tam ma địa không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn tam ma địa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả dự lưu không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả dự lưu không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả vị độc giác không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả vị độc giác không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tất cả hạnh đại Bồ Tát không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tất cả hạnh đại Bồ Tát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.